Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng Nhật Bãi để giới thiệu anh em. Lần này mình có soạn được 5 bộ búa gò đồng, dòng chuyên dụng để anh em ta làm nghề gò đồng, gara. Hoặc là những anh em làm bên nghề gò hàng cũng hay sử dụng cái dòng búa hai đầu tròn của Nhật Bãi này. Thì tổng thể thì một bộ nó gồm có 2 cây, trọng lượng trung bình thì một cây nhỏ thì từ 300g, cây lớn thì từ 600g tới 750g, 850g. Nói chung là nên mình có ghi theo từng bộ như thế này, kích thước trọng lượng anh em tham khảo. Thì mình sẽ review từng bộ cho anh em thấy ha. Đầu tiên là cái bộ số 1 gồm một cây 300g, một cây 750g. Bộ số 2 nó gồm một cây 300g, một cây 650g. Bộ số 3 thì một cây thì 300g, một cây thì 800g. Bộ số 4 thì một cây thì 400g, một cây là 800g. Bộ số 5 thì một cây thì 450g và một cây thì 600g. Thì những cái búa gò đồng Nhật Bãi này nó thiết kế chuyên dụng hai đầu tròn, chuyên dụng đến em ta làm gò đồng những chi tiết nhỏ, thì sử dụng cây búa gò đồng này để mà anh em ta gò mép tôn, làm nhiều cái chi tiết gò đồng. Nói chung là anh em làm bên nghề gò thì sẽ biết được những chức năng cây búa này. Thì mình bán đồng giá là 230.000, chưa phí vận chuyển. Một bộ gồm 2 cây đó, mình soạn là 5 bộ mình ghi số rồi đó. Thì anh em coi vào cái trọng lượng và cây búa thì anh em chọn bộ nào thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Rồi xin kết thúc video tại đây. Anh em nào quan tâm 5 bộ búa gò đồng Nhật Bãi này thì liên hệ mình. Xin cảm ơn.